Nguyễn Sinh bị dân mạng ném đá dữ dội khi lên tiếng bóc phốt trụ trì tỉnh thất Bồng Lai. Nguyễn Sinh nổi lên từ năm 2015 sau khi tay không bắt hai tên cướp ở quận Tân Bình. Từ đó đến nay, anh chàng này gắn với biệt danh hiệp sĩ đường phố và thành thành viên của hội săn bắt cướp ở thành phố Hồ Chí Minh. Dẫu vậy, Nguyễn Sinh lại không mấy được lòng cộng đồng mạng khi liên tục vướng phải các lùm xùm. Nhiều người cho rằng anh chàng này quá rảnh rỗi và thích chen vào chuyện người khác để gây sự chú ý. Gần đây nhất, Nguyễn Sinh còn gây bão khi cãi nhau tay đôi với cường đô la trên Facebook. Sự việc trên khiến cái tên Nguyễn Sinh càng được tìm kiếm nhiều hơn. Không để cộng đồng mạng tìm kiếm lâu, mới đây Nguyễn Sinh đã tự đăng ký lịch thông tin của mình trên mạng. Anh chàng này khẳng định, đến công an khu vực giờ còn chưa nắm được lý lịch của mình thì cộng đồng mạng biết thế nào được mà biết. Vừa qua, Nguyễn Sinh đã chia sẻ bài viết với nội dung Vách chân đầy tư thầy thích tâm đức, trụ trì tịnh thất bồng lai. Bài viết thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong bài viết của mình, Nguyễn xin tố các sư thầy ở tỉnh Thất Bồng Lai là tụ điểm tu hành trái phép, không được giáo hội Phật giáo Long An công nhận. Thậm chí Nguyễn xin còn cho rằng, sư trụ trì ở đây từng có quá khứ ăn chơi, sống chung với 7 người vợ. Những người tu hành ở tỉnh Thất Bồng Lai được cho là có cùng huyết thống với sư trụ trì Lê Tùng Vân. Ông Lê Tùng Vân, 88 tuổi, một thạc sĩ của những 20 năm trước, Khoảng 10 đến 20 năm trước, một mình cụ Vân sống cùng lúc với bảy bà vợ tại khu tỉnh Lộ 10, Láng Le, Bầu Cò ngay công trường Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh bây giờ. Dù sống cùng lúc 6 đến 7 người vợ, nhưng khi một người có bầu là cụ sẽ tạo điều kiện cho đi tá túc ở một nơi khác. Đến khi sinh thì mang về chùa thì bọn trẻ sẽ được phù phép thành những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ bị bỏ rơi. Nguyễn Xin viết trên trang cá nhân. Ít ai biết Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Huyền Trân và hàng loạt tăng ni khác tại tỉnh Thất Bồng Lai là con của cụ Lê Tùng Vân này. Hiện tại mẹ ruột của những người này vẫn đang chung sống cùng với cụ và các con tại đây. Khoảng thời gian sống ở tỉnh Lộ 10, Cụ Vân thường xuyên bị tố cáo là lừa đảo, quy tiền của khá nhiều người. Công an Bình Chánh cũng không lạ gì Cụ Vân. Mặc dù chưa biết sự thật về bài chia sẻ của Nguyễn Xin đúng sai thế nào, nhưng nhiều người vẫn không tiếc lời chỉ trích Nguyễn Xin vì cho rằng anh quá bao đồng, đào bới quá khứ của người khác để câu view. Một số người được cho là hàng xóm năm xưa của vị trụ trì này xác nhận thông tin hoàn toàn đúng. Dưới đây là những bình luận mà chúng tôi ghi lại được. Chuyện này là có thật nha cả nhà, ông này gần nhà mình, Hồi đó ở Kinh Nga trên tỉnh lộ 10 khu nhà bị cháy cho nên xuống Long An. Tóc chờ ngày Tịnh Thất Bồng Lai bị phát hiện hết bí mật lâu lắm rồi, chỉ tội mấy đứa nhỏ bị lợi dụng. Không phải nhà cháy mà do bán đất cả chục năm mà Ly không chịu dọn đi, tới lúc trên xã xuống cưỡng chế thì ăn vạ nằm ra trước đường mấy ngày xong mới đi. Hiện tại công an vẫn chưa đưa ra thông tin chính xác, nếu như thông tin Nguyễn Sinh đưa ra là sai sự thật thì có thể anh sẽ phải đối mặt với tội danh bịa đặt vu khống, bôi nhọ và xúc phạm nhân phẩm người khác theo Điều 122 Bộ Luật Hình sự năm 1999, quy định về tội vu khống như sau. 1. Người nào bịa đặt, loan truyền, những điều biết rõ. Lan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích, lợi hợp pháp của người khác. Hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm nhưng cho dù nguyễn xin có nói thật hay không thì việc đăng tải những thông tin gây hoang mang dư luận như thế này sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của các chú tiểu đúng sai là chuyện của người lớn các em đâu có tội gì đâu thiết nghĩ anh chàng hiệp sĩ đường phố này nên thu thập đủ bằng chứng xác thực rồi hãng đăng những thông tin như vậy